Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thủ Cáo nhé. Thì tôi trân trọng giới thiệu với quý vị là bây giờ là 9 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2019. Và thì tôi rất hân hạnh được đón anh 9 ở Hà Đông, Hà Nội và lên để ký nhận này bộ sập cụ và có kích thước 1m62. Cứ đi đi. Thì trên này ảnh quý vị đây là anh 9 ở Hà Đông. Và để lên ký nhận chiếc sập vụ kích thước 1m62. Và sập này được tôi đục ngũ phúc. Thì giới thiệu chi tiết là quý vị đây là anh bạn của anh 9 nhé. Anh xa anh không đến được thì anh nhờ anh nhà anh bạn ở gần cơ sở đồ gỗ Tùng Táo thôi hơn anh đến để ký duyệt. Và anh này là anh cũng biết về mộc một tí thì là anh 9 anh đã nhờ anh đến để ký duyệt bộ sập. Tôi quay gần chi tiết hơn để quý vị tham khảo thêm về chiếc sập của anh 9 người Hà Đông này. Chiếc sập này gần như được ngũ phúc cả nho. Ý là gặp mặt chưa? Cái mặt to này ký chưa? Ký rồi. Và đây trên hình ảnh quý vị đây là bạn là anh 9 và Hà Đông. Alo. Vâng phải ạ. Cái Zalo thì tôi xem bạn ạ. Vâng.